Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam đất nước không chịu phát triển và những nghịch lý ai phải chịu trách nhiệm đầy. Bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế nổi tiếng của Việt Nam, nguyên tổng thư ký và phó chủ tịch Hội đồng phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, đã từng chua xót kể lại rằng các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới có một câu nói đùa về Việt Nam nhưng nghĩ mà đau. Họ nói rằng trên thế giới có các loại các quốc gia phát triển, chậm phát triển, nhưng Việt Nam của các bạn là quốc gia khác biệt một đất nước không chịu phát triển. Kể chuyện này để mà thấy rằng Việt Nam là một đất nước của những nghịch lý. Chỉ riêng chuyện Việt Nam có hơn 3.200 km bờ biển, vậy mà mỗi năm phải chi đến hàng tỷ đô la để mà nhập muối là một ví dụ không thể tin nổi. Nghịch lý Việt Nam phải nhập khẩu muối. Trong viên học Quốc hội chiều ngày 15 tháng 8, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Chí có phần chất vấn với Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàn về vấn đề vì sao Việt Nam phải nhập khẩu muối? Theo tạp chí Cộng sản, đại biểu chí đã câu hỏi rằng tại sao Việt Nam mỗi năm phải nhập khẩu khoảng 600.000 tấn muối với giá hàng tỷ đô la, trong khi Việt Nam có bờ biển dài mấy ngàn km. Đồng thời, đại biểu chí đề nghị Bộ trưởng Hoan cho biết giải pháp cụ thể cần phải làm gì để mà Việt Nam không cần nhập khẩu muối ăn, để diêm dân có thể sống bằng chính nghề muối của mình. Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, nghề muối truyền thống ở Việt Nam hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Diện tích ruộng muối có xu hướng thu hẹp vì sản xuất muối không hiệu quả do giá bán muối quá thấp nên diêm dân bỏ nghề. Giới chuyên gia cho rằng có hai vấn đề khiến Việt Nam phải nhập khẩu muối. Thứ nhất, hiện nay diêm dân ở Việt Nam vẫn còn khai thác muối theo kiểu thủ công, theo lối truyền thống. Tức là làm ruộng muối cho nước biển vào phơi nóng cho bốc hơi rồi cao muối lại để mà mang đi bán. Thứ hai, chất lượng muối của Việt Nam chưa cao, do đó giá bán thấp. Đã thế, bà con diêm dân còn bị thương lái ép giá nên họ bỏ dụng muối về thành phố làm thuê dễ và chắc ăn hơn. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí tại nghị trường. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam có một số lợi thế về sản xuất muối như đường bờ biển dài, điều kiện tự nhiên thuận lợi, vân vân. Nhưng do sản xuất thì manh múm, nhỏ lẻ, thiếu phương pháp công nghiệp nên ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất. Bên cạnh đó, thu nhập thấp khiến cho diện tích sản xuất muối giảm xuống chỉ còn có 11.000 ha vào năm 2022 so với 13.160 ha vào năm 2017. Để khắc phục tình trạng nêu trên, giới chuyên gia cho thấy rằng cần phải sử dụng những công nghệ mới sản xuất theo lối công nghiệp mới tăng sản xuất và đảm bảo chất lượng. Xong với thực trạng, diêm dần ăn còn không đủ thì lấy đâu tiền vốn ra để mà đầu tư. Hơn nữa, giá muối không cao lắm, đầu tư sẽ không hiệu quả. Dư luận xã hội thì cho rằng, mỗi lãnh đạo Việt Nam nếu có trách nhiệm phải suy nghĩ điều mà đại biểu Nguyễn Anh Chí nói trước quốc hội rằng một đất nước có biển như thế này, nắng như thế này, kinh nghiệm của nhân dân làm muối như thế này mà vẫn phải nhập khẩu muối, tôi cảm thấy rất đau lòng. Đó là một trong vô vàn những nghịch lý của Việt Nam. Vậy mà trong một thời gian rất dài, lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành không quan tâm giải quyết. Đến rồi tình trạng đó kéo dài trong vô vọng, diêm dân đã khổ, càng thêm khổ thêm. Song nghịch lý không xảy ra riêng với ngành sản xuất muối, mà lĩnh vực sản xuất nông sản của Việt Nam cũng tương tự. Rất khó chen chân vào thị trường quốc tế bởi đối thủ cạnh tranh là Thái Lan và Trung Quốc một nghịch lý khác đối với ngành nông sản tại Việt Nam xảy ra ngay tại thị trường nội địa, đó là tình trạng rau củ quả ế không bán được, thậm chí nông dân phải đổ cả đống cho bò ăn. Vậy mà nông sản nhập khẩu lại tăng lên chóng mặt, diêm dân khánh hòa trên ruộng muối. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu nông sản tới 529 triệu USD, chủ yếu nhập từ Trung Quốc và Thái Lan. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là giá hàng hóa nhập khẩu rẻ và chất lượng hơn nông sản của Việt Nam. Trong một nền kinh tế thị trường, nếu cái gì cũng đòi hỏi nhà nước bảo hộ là điều bất hợp lý. Nhưng vai trò định hướng và điều tiết dứt khoát phải là vai trò của nhà nước, không ai có thể làm thay. Như Việt Nam hiện nay xuất khẩu gạo đứng hẳn thế hai thế giới, song gạo ngon, gạo tấm vẫn phải nhập khẩu từ Ấn Độ hay Campuchia là một ví dụ. Ngoài nghịch lý muối và nông sản, Việt Nam còn đối mặt với rất nhiều thách thức khác đó là nước sản xuất than mà vẫn phải nhập khẩu than. Theo truyền thông nhà nước loan tin vào ngày 15 tháng 8, dẫn thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 7 năm 2023, Việt Nam đã phải nhập khẩu gần 30 triệu tấn than, tăng hơn 10 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu than bình quân mỗi năm ước chừng tốn hết 4,3 tỷ đô la xử lý những nghịch lý nói trên không chỉ là đòi hỏi trách nhiệm và trí tuệ của giới lãnh đạo mà mỗi công dân việt nam cũng cần tạo một ý thức người việt nam dùng hàng việt nam điều đó sẽ giúp kích thích kinh tế việt nam phát triển quan trọng hơn đó là một cách thể hiện lòng yêu nước của người dân việt nam đương nhiên điều này sẽ trở thành hiện thực dưới tiền đề là hàng việt nam phải đạt chất lượng tương đương hàng hóa của các nước và được bán ra với giá cả phải chăng quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin việt nam đất nước không chịu phát triển và những nghịch lý ai phải chịu trách nhiệm đây việt nam giấc mơ hóa rồng và tư duy quốc gia không chịu phát triển của ông tổng bí thư sinh thời ông lý quang diệu thủ tướng singapore đánh giá việt nam là dân tộc có nhiều phẩm chất tuyệt vời đồng thời có vị trí địa lý nguồn tài nguyên lý tưởng trong bộ sách hồi ký lý quang diệu cố thủ tướng singapore không ngần ngại đánh giá rằng nếu có vị trí số 1 ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về vị trí địa lý, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực. Vậy mà đến nay, trên nhiều lĩnh vực, Việt Nam thua cả Campuchia, mà thua cả về lĩnh vực giáo dục thì rất đáng báo động. Nếu lấy chỉ số hộ chiếu Henley mới nhất là bảng xếp hạng quyền tự do đi lại mà không cần thị thực visa, hộ chiếu Việt Nam hiện xếp thứ 82 trên thế giới. Thủ tướng Lý Quang Diệu vị trí số 1 ở Đông Nam Á thì phải là Việt Nam, ông nói. Ở bảng xếp hạng lần này, thứ hạng hộ chiếu của các quốc gia Đông Nam Á như sau. Singapore là thứ nhất, Malaysia thứ 11, Brunei thứ 20, Timor thứ 55, Thái Lan 64, Indonesia 69, Philippines 74, Campuchia 82 bằng Việt Nam, còn Lào 87, Myanmar 89, nghĩa là so sánh với các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng trên Lào và Myanmar. Thật là xót xa. Tại sao cùng một quốc gia đi ra chiến tranh, vậy mà quy mô nền kinh tế Hàn Quốc tăng từ 4 tỷ đô la năm 1960 lên tới 1.800 tỷ đô la vào năm 2021, cùng với thu nhập bình quân đầu người tăng từ 94 đô la mỗi người mỗi năm năm 1961 lên tới 35.000 đô la mỗi người mỗi năm vào năm 2021 và Hàn Quốc đứng trong nhóm 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay. Người Hàn Quốc đạt được kỳ vọng đó sau gần 20 năm. Lãnh đạo Hàn Quốc bằng sự tài giỏi và trí thông minh đã đưa đất nước họ thoát khỏi đói nghèo và tạo tiền đề vững chắc cho đất nước phát triển thịnh vượng như hiện nay. Còn Việt Nam sau 49 năm kết thúc chiến tranh, mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia công nghiệp vào năm 2020 như tuyên bố của cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh không hoàn thành. Và không chỉ có vậy, một số đất nước với mục tiêu công nghiệp hóa mà con vít tiêu chuẩn do Samsung đặt hàng đến nay cũng không làm nổi tại Việt Nam. Tháng 5, tháng 6 vừa qua, điện năng thì không đủ phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Nhiều nhà máy của các hãng nổi tiếng trên thế giới đã phải đóng cửa sản xuất vì thiếu điện, gây thiệt hại vô cùng to lớn. Tại sao Hàn Quốc và rất nhiều quốc gia khác làm được và thành công? Họ đã làm gì để mà đạt được kỳ tích đó? câu trả lời là Hàn Quốc thật may mắn bởi các nhà lãnh đạo đất nước tầm cỡ với tầm nhìn xa trông rộng tận tâm tận lực với sự phát triển của đất nước điển hình là tổng thống Park Chung-hee lãnh đạo đất nước từ năm 1961 đó là lý do tại sao Hàn Quốc trong nhiều chục năm liên tục phát triển bền vững trên nền tảng khoa học và công nghệ trong lúc đó Việt Nam thì vẫn loay hoay với câu hỏi trồng cây gì nuôi con gì của ông cựu tổng bí thư nông đức mạnh mà ở bất kỳ hội nghị nào cũng một câu hỏi duy nhất, nhàm chán và thiếu trí tuệ như thế. Dư luận đã bày tỏ sự thất vọng về viễn kiến của lãnh đạo Việt Nam. Dân chúng bảo, trồng cây thuốc phiện và nuôi con cà vé đi, sao cứ hỏi mãi. Hàn Quốc đã hóa rồng để trở thành một nền kinh tế phát triển. Ở Hàn Quốc, để thực hiện thực hóa giấc mơ đại hàn, các tổng công ty lớn là quân bài, chiến lược là cánh tay nối dài để thực hiện hóa tầm nhìn phát triển đất nước giàu mạnh trên nền tảng khoa học công nghệ giai đoạn 1988 đến năm 1998, thời Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, Việt Nam đã dập khuôn mô hình này của Hàn Quốc với mô hình các tập đoàn, tổng công ty, kinh tế, nhà nước Việt Nam với các tên gọi là các quả đấm thép của kinh tế quốc doanh nhưng đã thất bại toàn tập. Trong khi ở Hàn Quốc, mô hình đó với các chính sách bảo hộ cạnh tranh, hỗ trợ tài chính cộng với chính sách phát triển đồng bộ để tạo ra và động lực để thúc đẩy các tổng công ty lớn không ngừng hoàn thiện năng lực công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất để cạnh tranh trên thị trường quốc tế, một điểm không thể không nhắc tới trong sự thành công của Hàn Quốc đó là việc chống tham nhũng triệt để. Tổng thống Park Chung Hee từng tuyên bố rằng: "Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ một đồng." Với chủ trương xuyên suốt là như vậy là lý do khiến nhiều đời tổng thống Hàn Quốc đã bị bắt giữ, kể cả tổng thống Park Geun-hye, con gái của Park Chung Hee và họ đã thành công trong khi đó, các quả lấm thép của Việt Nam như Vinashin, Vinalai vân vân sau 5 năm lỗ gần 8 tỷ đô do đầu tư tràn lan, quản lý kém cộng với vấn đề tham nhũng trầm trọng. Để sau 8 năm tham vọng của lãnh đạo Việt Nam tan tành, kéo theo cả chục tỷ đô la đổ xuống sông, xuống biển, tổng bí thư cán bộ sai phạm tự giác xin nộp lại tiền thì miễn xử hoặc xử nhẹ. Chưa hết, theo Việt Nam Media cho biết sáng ngày 19 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì sẽ miễn xử hoặc xử nhẹ, không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt. Và với quyết tâm khác hẳn của lãnh đạo Việt Nam như vậy, đất nước Hàn Quốc đã đi đúng con đường của họ và thoát khỏi cảnh đói nghèo tạo tiền đề vững chắc cho đất nước phát triển thịnh vượng còn Việt Nam thì không. Không chỉ dừng lại kết quả đã đạt được, hiện nay mục tiêu dẫn dắt thế giới về công nghệ đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với Hàn Quốc. Lãnh đạo Hàn Quốc hướng tới mục tiêu đưa Hàn Quốc gia nhập nhóm quốc gia top 5 thế giới về khoa học, công nghệ và thông tin vào năm 2030 tới đây. Còn lãnh đạo Việt Nam hiện nay vẫn mơ ngủ, thậm chí vẫn không biết sử dụng smartphone hay máy tính, vậy mà còn ảo tưởng cho rằng chưa có bao giờ đất nước có cơ đồ như ngày hôm nay. Đó là lý do, theo chuyên gia kinh tế cao cấp bà Phạm Chi Lan nhắc đến lời nói đùa mà đau đầu của các chuyên gia ngân hàng thế giới rằng Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới. Nước không chịu phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Đạo đức thảm hại cửa của quan chức đảng và đất nước không chịu phát triển. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề.